Ngọc Lan bị nói mang thai và phản ứng bất ngờ từ chính chủ, sau nhiều năm một mình nuôi con, Ngọc Lan bất ngờ tuyên bố rời hội độc thân cùng một sao nam đình đám Bích. Chuyện hợp tan của các cặp đôi Bích luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Tháng 11 năm 2019, Ngọc Lan xác nhận đã ly hôn với Thanh Bình sau 3 năm chung sống khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Hậu tan vỡ, nữ diễn viên tập trung hoạt động nghệ thuật và chăm sóc bé Louis, con trai chung với Thanh Bình. Mới đây nhất, dân tình đặt nghi vấn Ngọc Lan đang mang thai lần hai. Nguồn cân xuất phát từ việc nữ diễn viên để lộ gương mặt tròn trị cùng phòng hai lùm lùm thấy rõ. Không những thế, Ngọc Lan còn có động thái giấu dáng ghi diện phải thùng tình. Với những chi tiết trên, nhiều người cho rằng Ngọc Lan đang có tin vui. Tuy nhiên, khi được nghe dừng ni dừng hỏi, chị đang bầu hay bị mập đó à? Em chưa có chồng mà cũng bị bắp to to giống như chị buồn gây ý à? Ngay lập tức, Ngọc Lan đã nhanh chóng phủ nhận, chị mập á à em, chứ chị chưa chồng nên chưa có bầu được. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ bản thân đang giảm mốc 66kg nên ngoại hình có phần đầy đặn hơn trước. Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Ngọc Lan sau 5 năm ly hôn chồng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên có một phen công khai ảnh tay trong tay hạnh phúc với một sao nam đình đám Phoebus, đến kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý sắp trời hội độc thân khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cụ thể, danh tính của sao nam không ai khác chính là diễn viên quốc thái. Ngọc Lan viết vài lời gửi đến quý khán giả yêu thương hai đứa mình. Mình và anh Thái đã chính thức rời khỏi hội độc thân, hai đứa quyết định gia nhập hội người cao tuổi. Hóa ra, Ngọc Lan và Quốc Thái chỉ đang diễn nhập tâm để trêu đùa cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng tích cực đẩy thuyền vì cho rằng cả hai đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Hóa ra, Ngọc Lan và Quốc Thái chỉ đang diễn nhập tâm để trêu đùa cư dân mạng.